Vâng, xin mến chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát. Tiếp tục video ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại test âm những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn HM Hi-Fi Music. Đẩy 3 kênh, 5 kênh. Vâng, đẩy 5 kênh size 3U, hàng đẹp xuất sắc luôn. Các bác ngắm nhìn này. Size 3U các bác nha, size 3U rất là dày, công suất khủng, 5 kênh, 5 volume. Chiết áp 1, 2, 3, 4, 5 cho 5 kênh và các nút volume đều có limit để nén tiếng rất hay. Các dàn đèn báo, bảng táp lô nằm cân đối chính giữa, hai bên hai cửa sổ làm mát, hắn còn lớp nỉ chắn bụi rất đẹp. Các dàn đèn báo, vâng, công tắc bật tắt nguồn. Size 3U, hàng đẹp xuất sắc luôn. Đó, rất là đẹp, tiếng cực kỳ hay. Cao Phong đang test chất âm một chiếc. Đây, các bạn nhìn này. Đó, em đang test chất âm nhá. Này các bạn nhìn này. Tất cả các volume đều có bi. Đó, em test chuẩn luôn. Và em test nhạc trực tiếp từ máy tính vào cục đẩy và đi ra loa luôn, không qua bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh nào. Nhưng mà tiếng cực kỳ sạch và hay. Em quay xa các bác ngắm nhìn nhá. Mặt tiền này rất là đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn, đẹp từ trong ra ngoài, kể cả những cái nắp nó còn rất là đẹp luôn. Size 3U rất đẹp, nhìn cực kỳ hầm hố. Đó, và tiến vào cái nội thất bên trong, các bác ngắm nhìn này. Một nguồn biến áp cao bằng mặt máy, tức là cái đẩy size 3U rất là cao, rất là dày. Nguồn dây đồng và dây đồng rất lớn. Và chạy toàn bộ xò lớn của Toshiba, thì tiếng cực kỳ hay và khỏe. Hai dàn tụ lọc, các bác nhìn dàn tụ lọc 120V, một tụ lọc luôn, điện áp rất cao. Bình thường như các bác để ý những cục đẩy trên thị trường, nó chỉ có 63V hoặc là con nào cao đến 100V, cùng 80V. Nhưng chiếc cục đẩy này nó chạy tụ lọc 120V và hai dàn tụ lọc. Một dàn đây là 18 quả và một dàn kia là 16 quả, tức là rất là khủng, con này cực kỳ khủng và tiếng rất hay. Nguồn mép lớn dây đồng nguyên chất, chạy toàn bộ sò lớn Toshiba. Máy móc bên vỉ đẹp xuất sắc luôn, rất đẹp. Điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 cho hình thức. Đó, tiếng cực kỳ hay. Các bác đang dùng một hệ thống âm thanh như là loa full lệch nhau về công suất, muốn chơi loa sub, muốn chơi loa monitor hoặc là những đôi loa chép, đấy, rất là nhiều thiết bị trong một hệ thống âm thanh, thì chỉ có những con đẩy nhiều kênh, đó là những con đẩy 5 kênh, thì các bác ghép, phối ghép nó mới hợp lý và nó mới dễ và nó mới hay. Đó, rất đẹp luôn, nội thất cực kỳ lý tưởng. Em tiến vào nội thất cho các bác này. Máy móc bên vỉ đẹp như mới luôn. Chỉnh điện thoại nét hơn, các bác nhìn này, em quay một chiếc điện thoại thông thường thôi. Đó, rất là nét. Bên vỉ mới đẹp tinh luôn. Tất cả các cái dây rắc còn nguyên keo, các bác nhìn này, nguyên keo đổ nhà sản xuất này. Tất cả dây rắc này chưa một lần rút ra luôn. Đó, tất cả dây rắc này để nguyên keo hết này. Để các bác nhìn này, điện áp tụ này 120V này. Đó, nguồn khủng, cực khủng luôn. Đó, tiếng rất hay. Đẩy 5 kênh các bác nhá, đẩy bãi HM. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy HM 5 kênh, xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 077-22-60096 và số Zalo 036-872-4218. Vâng, tất cả hai số đều có Zalo. Số Zalo thứ nhất là 077-22-60096 và 036-872-4218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh cũng như là gửi các video test âm tiếng cực kỳ hay về chiếc cục đẩy 5 kênh cho các bác cùng thưởng thức và thẩm âm. Quạt gió, đây là quạt gió 24V nhưng rất là êm, chạy rất mát và rất là êm. Điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 cho tất cả toàn diện về chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh luôn. Đó, cảm ơn các bác và anh em. Sau đây em nhích volume lên các bác cùng thẩm âm nhé. Cái tiếng cực kỳ hay luôn.